yêu lưng lưng ngập ngừng muốn ngồi tiếng yêu đương sao sao hai lời câu sợ rằng rằng đường về còn coi xa để bên em phải đưa lối về nhiều lần cùng hướng anh mong về phía chân trời xa. Rồi xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái loa di động UK Portable có hỗ trợ về pin sạc, Bluetooth và reverb. Một loại loa Portable nhập khẩu chất lượng quốc tế. Nó mang đến cho mình rất là nhiều điều tiện dụng. Ở đây mình có là thương hiệu UK. Thương hiệu UK này là thương hiệu của Trung Quốc, nhưng được xuất khẩu rất là nhiều nơi trên thế giới. Bởi cái chất lượng của nó rất là chuyên nghiệp các bạn. Với một cái loa nhỏ như thế này, nhà sản xuất đưa ra tới 240W. Rồi, 240W và độ lớn của loa này có thể đạt đến 120 dB, là đủ để tạo một cái hiệu ứng sống động. Trước mắt thì mình đang nghe nhạc với loa này. Mình thấy cái bass rất là chắc, bởi loa được cấu tạo một cái woodfer 20 ở đây và ba cái loa trap. Cái thiết kế này mình cũng rất là thích. Với cái thiết kế này thì mình có thể làm monitor hai cái góc chéo hai bên nè. Đấy, hai cái góc chéo hai bên như thế này thì mình có thể làm monitor và nó có thể dở cái loa nó đứng lên ở cái bằng một cái góc ở dưới cái chân của nó. Mình có thể để nghiêng qua làm monitor. Cái loa này bởi thiết kế như vậy, các bạn có thể sử dụng làm monitor biểu diễn âm nhạc cho cái nhu cầu cá nhân của mình. Đi một cái sân khấu nào đó mà không có monitor, mình có thể dùng cái này để làm. Có reverb thì giúp cho các bạn chơi guitar acoustic. Nó mang đến những cái tính chất nó bay bổng, nó mượt mà hơn các bạn. Nếu mà cái loa này mà để hát karaoke thì mình nghĩ các bạn nên phải hỗ trợ thêm một cái loại micro đa năng, hỗ trợ echo cho micro thì như vậy các bạn mới có thể hát được. Điều ấn tượng thứ hai của thương hiệu UK này mà mình đọc catalog đó là trang bị pin tới 5200mAh và cái khả năng sử dụng của nó có thể đạt 7 giờ cho các bạn sử dụng volume tương đối là công suất cao đó, là liên tục là 7 giờ và nó sẽ ít lại nó sử dụng công suất ít hơn thì nó sẽ đạt khoảng từ 10 tới 12 giờ. Rất là ấn tượng các bạn. Quá ấn tượng. Rồi, cái này thì mình có thể đem đi du lịch có thể 1-2 ngày mình có thể sử dụng ca hát được rất là tốt, nhỏ gọn nữa. Thì cũng như tất cả những cái bản demo khác thì cho dù giới thiệu sản phẩm, mình luôn luôn có những cái bản test demo mình hát thử như thế nào. Rồi mình sẽ cũng sẽ sử dụng mình thử một đoạn cho các bạn nghe thử như thế nào. Về nhạc, mình mở nhạc tương đối lớn. Mình làm nghề thì sân khấu thì cái điều mà cái loa lớn lên coi thì nó ổn định hay không, thì cái loa này rất là ổn định các bạn, tương đối rất là tốt cho một cái giá trị đầu tư. So với những cái thương hiệu quốc tế thì mình nghĩ thì bạn này có giá nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Các bạn nào muốn tham khảo giá hoặc là như thế nào có thể gọi bên mình. Bây giờ thì sẽ thử các bạn nghe. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 2, 3. Đi, 1, 2, 3, 3. Nhiều lần lần ngập ngừng muốn ngồi tiếng yêu đương sao sao hai lời câu sợ rằng rằng đường về còn coi xa để bên em anh đưa lối về.
nhiều lần trong nhìn em rất lâu, rất lâu nay chưa bước sâu lắm. Làm đẹp từ ngã phố cách sao, từ giấc mộng anh em xinh như cánh hoa đào. Tình đơn phương, đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao xin rằng anh hãy như cho anh đã yêu từ lâu. Đôi khi tên đang thơ ngay mà anh rằng lòng đừng nói ra, nghe con tim tình người vương tình sâu.